Rồi, hello anh em nha. Chiều nay môi ra mấy cái đống này anh em. Dạ, kéo ra đây. Còn mấy tủ đài là xá anh em luôn nha. Ở đây mình có con tủ của Đức nha anh em, chạy đèn nha. Chỗ đây là cái mâm thang mình kéo ra nè, nhưng mà nó dướng hai cái xốp ra rồi mình không có kéo được. Nên nó cao cỡ khoảng mét này nè, mà ngang cỡ 80. Chỗ đây một cái nữa, cái nó dài chắc phải 1,5 mét nha, cái dưới, còn cái trên nữa. Còn nữa nha anh em, sau này mình cũng còn tiếp đó nha. Anh em nào cần thì Zalo số này nha anh em, nhiều mặt hàng nha. Bây giờ video đây cỡ khoảng 5 phút này, mình quay được gì quay nha. Để mình coi thứ đây. Chơi con Sapa này trước đây anh em, con này là sò nhôm này nha. Ba con bán hai con này, còn con này. Không, thả mấy con nét nét nó. Quay mấy con chính nha. Con này Telefuken này, đầu câm này. Con này là bằng nhôm hết nha, con này là âm ly Nokman. Chung máy này của Đức hết nha anh em. Ở đây mình có một cái shop của Calip này anh em, Bass 30. Ngon lành nha. Shop mình còn nhiều nha, đây này. Riêng khúc chỗ đây là 5-6 cái. Vibeo này. À, chỗ đây có cái đài để đèn nông Logitech. Con này không cố lắm nè, con này nè. Một cái lò van chỗ đây, một cái lò tròn đó, hình như nó xài 500 điện luôn anh em. Mình coi sơ sơ qua, con này cũng cố lắm rồi nha. Đây mình có một cái lo bát 30, lo đàn mà nó mục găng một viền hết rồi. Ở đây có cái đầu technic, đầu CD nhưng mà nó là make in Germany nha anh em. Nó sản xuất tại Đức luôn nha. Con này Sony. Mấy con này là sản xuất tại châu Âu nha anh em. Đây, đây có cái đầu cầm Toshiba này nè. Mình lướt nha, tại vì không có thời gian nhiều anh em mà. Mấy con có này, pudding rồi nè. Nè, ba con vừa môi ra nè, ba con đài một bữa nè, có anh em hỏi nè. Philip với lại hai con Philip với lại con dưới là con Citronic. Mâm thang kiểu này mình còn mấy cái nha, 1 nè, 2 3. Rồi ra ba cái. Được chưa? Đài thì cũng còn nha, dưới đây cũng còn nè. Là CT dưới đây chắc cũng còn mười mấy con nha anh em. Đây cũng dưới thôi nha anh em. Đây, chỗ đây có bán dẫn này, Woodin này. Saba 8070 Woodin nữa nè. Móc này chạy sò nhôm hết nha. Con này Woodin là 380 nè. Đó. Tuner có luôn nha anh em, 108 nha. Cái này 108. Zalo số này nha anh em. Zalo số này là tại vì nhiều khi mình đang không có hết là vô Zalo là nhanh nha anh em. Ở đây có cái đầu cầm Philip này. Được rồi, thì còn con gì nữa đây, quay cho anh em rồi. Đặc biệt con này chặt nó tính test con này anh em ơi. Lại dai đi, lười lắm rồi. Con đây là 4852W nha anh em. Này cái lò này thấy cũ nó kinh không ha? Nhìn vô này, hai lò thấy không. Đó, anh em cần chi tiết thì inbox nha, Zalo nha anh em. Còn lo mà mấy cáo rồi mình cũng còn nhiều nha. Bô đó, ITT nè. Kiểu này là toàn giấy nha anh em, toàn giấy Đức luôn nè. Chỗ kia mình còn cái center của bô này. Được chưa anh em? Mình lướt lướt thôi nha, chứ quay chi tiết là không có đủ anh em rồi. Đó, 4 phút rồi đó anh em. Mình thấy con này được nè, anh em chơi máy lo toàn giấy này, con Sapa này anh em. Con này là được nha. Mình cũng có chụp một số hình, anh em cần thì inbox mình gửi qua. Cặp này bán cho anh em 1 triệu luôn được nè. Bán đại ra nè, clip nè, cái trép kèn ở đây. Là có cái cối chạy băng nhỏ nè, tivi. Này có cái laptop luôn nè. Con này bán cho anh em 500 ngàn gì nghiên cứu, nó không có xài nha anh em, chả biết tình trạng luôn. Rồi, ok anh em nha. Đó, shop Calip này, chỗ đây anh cục này. Chỗ đây anh cục này, dưới cái bao nó luôn này. Bao, cái bao của Đức nha, 600 quá nha anh em. DS600 á. Rồi, ok anh em nha, anh em nào cần Zalo số này nha anh em.